Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản cho mọi người. Nay mình tiếp tục quay cần câu cho mọi người lựa. Đấy, hôm nay là phần cần câu tai cho mọi người. Đấy. Câu tai, câu đơn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ xử từng cây cho mọi người xem. Đây, đầu tiên là cây này. Mở đầu cây nào mà bị mẻ chỗ này rồi. Cái này chất liệu phíp cho mọi người, còn cái tem của cái hãng gì thì giờ trừ nó mất rồi. Ngoại hình của cây cần này khoảng 80%. Đây đọt của nó đây. Đọt. Ok. 1 lóng, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 lóng. Tất cả nha mọi người. Cái cần này dài 4,3 m này. Thu vào 55 cm này, đọt 0,7 ly này. Cân nặng 160 g. Đấy. Cái đầu chỗ này nó hơi mẻ tí thôi nha mọi người. Mẻ xíu này thôi không có sao cả. Đấy. Okay. Cây này cây số 1. 130.000. Số 1 130.000 nha mọi người. Tiếp theo. Số 2 là một cây cần Daiwa. Này. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 85%. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Chín lóng nha mọi người. Chín lóng. Cái cần này nhỏ gọn, bỏ cốp xe đi sướng này. Dài 3,2 m, thu vào là 47 cm, đọt là 0,8 ly. Cân nặng 100 g nha mọi người. Cái này cây số 2. Số 2 130.000. Số 2 130.000 nha mọi người. Tiếp theo số 3 là cây cần của cái hiệu gì đây. Cái này nội địa Nhật nên mà không biết cái hiệu gì. Nhìn chữ thì quen lắm nhưng mà giờ chữ Nhật là chịu nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%, chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy. Đọt này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 lóng nha mọi người. 12 lóng. Cần là dài 4,4 m, thu vào là 47 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 180 g. Này số 3. Số 3. Cái này bán 160.000. Số 3 160.000. Tiếp theo số 4 là cái cần này. Đấy. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90%. 1 lóng, 2 3 4 5 6 7 8 lóng nha mọi người. Cần này dài 3,6 m, thu vào là 53 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 120 g. Cái này cây số 4. 130.000. Số 4 130.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 5 là một cây cần của hiệu gì đây? Cái tem nó mờ mất rồi, giờ không biết cái hiệu gì nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85%, đọt này.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 lóng nha mọi người, 17 lóng tất cả. Căn này dài 4m7 này, thu vào 39cm, độc là 0,6 ly, căn nặng là 260g. Căn này cái số 5, số 5 130.000, số 5 130.000 cho mọi người. Tiếp theo số 6 là một cái căn Uban. Đấy. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 95%, rất là mới nha mọi người. 1 lóng, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 lóng tất cả. Đây, cái cần này dài 4m3 nè, thu vào là 55cm, độc là 0,75 này, ly này, cân nặng là 210g. Đây này cây số 6, đây này bán 150.000, 6 150.000 cho mọi người. Tiếp theo số 7 là một cây cần Olympic, cần Olympic, cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%, 85-90%. Đây, đọc 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7, 8, 9, 10, 10 lóng tất cả. Cái cần này dài 4m4, thu vào là 56cm, độc là 0,8 ly, cân nặng là 210g. Cái này cây số 7, số 7, cái này bán 150.000, số 7 150.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 8 là cái cần KTI đây, cần này chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%, nắp của nó đậu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 lóng nha mọi người. Cái cần này dài 4m3, thu vào 56cm, độc là 0,8 ly, cân nặng là 210g. Cái cần này cần số 8, số 8 130.000, số 8 130.000 nha mọi người. Tiếp theo số 9 là gần này. Đấy, nội địa Nhật. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này 90 đến 95%. Đồng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 lóng nha mọi người. Chín lóng tất cả.
Càng này dài 3,5 m, thu vào 48 cm, độc là 0,8 ly, cân nặng là 110 g. Cây này cây số 9. Cây này bán 130 nghìn. Tiếp theo số 10. Số 10 là một cây cần đây, Kenshi đây, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 90%, 90-95%, khá là mới. Đột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lóng nha mọi người. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đúng rồi, 9 lóng, 9 lóng tất cả. Càng này dài 2,7 m, thu vào là 40 cm, đọt là 1 ly, cân nặng là 110 g. Cái này cái số 10. Số 10 130 nghìn. Số 10 130 nghìn. Số 11 là cái cần này. Cái gì đây? Cái gì? Subanwa gì đây? Ủa, Nhật đấy nha mọi người. Đấy, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng đây, chỗ này dính keo thôi rồi, khoảng 90%. Đây, đọt của nó. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba lắm nha mọi người, mười ba lắm. Mười ba lắm. Cần này dài 5,2 m, thu vào là 50 cm, đọt là 0,95 ly, cân nặng là 240 g. Cây này cây số 11. Số 11. Cây này bán 170 nghìn. 11 170 nghìn nha mọi người. Cần này mới này. Số 12 là cái cần này. Đấy, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này 95% nha mọi người. 95%. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 lắm nha mọi người. Cần này dài 4,5 m, thu vào 58 cm, đột của nó là 0,8 ly, cân nặng là 220 g. Cái này cây số 12. Cái này bác 180 nghìn. 12 180 nghìn cho mọi người. Tiếp theo số 13 là cái cần của hiệu gì thì giờ không thấy tên nữa rồi. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Đây, nó có cái đầu này nó bọc kim loại hết nhá, đầu này nó bọc kim loại hết. Đầu này một lóng, hai lóng,
2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng, 8 lóng, 9 nha mọi người. Đây, cần là dài 4,5 m, thu vào là 60 cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 300 g. Cái cần này số 10 13. 13 130. 13 130. Số 14. Này. Cần hiệu gì giờ cũng mắc tên rồi, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90% cho được. 90%. Đọt của nó đây. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng thế này thôi. Cần này nhỏ, 3 lóng thế này thôi nha mọi người. Đấy, nhỏ xinh xinh. Này. Nó chưa bằng cái ngón tay của mình nữa. Cần này dài 2,4 m, thu vào là 88 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 40 g. Cho tờ giấy. Đây là cái số 14. Cái 14 60.000 nha mọi người. Tiếp theo là một cái cần Suzumi, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Cái cần này thì người ta thay cái đọt cho nó cứng hơn rồi mọi người. Người ta thay cái đọt cứng hơn rồi nè. Đấy, cái đọt to cứng hơn này để dễ câu này. Đấy nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lóng. 13 lóng. Nếu mọi người không ưng cái đọt cứng hơn thì mọi người về có thể thay cái đọt ngắn hơn nhé. Thay cái đọt nhỏ hơn, ngắn hơn. Đấy, người ta do người ta thích cao cái này nó nặng hơn tí nên là người ta cao cái ta gắn cái đọt lớn hơn vào đây rồi. Đấy. Không sao hết cho mọi người. Cái cần này cần số 15. Đây. Dài 3,9 m, thu vào là thu vào là 0,66 nha mọi người. Thu vào là 0,66 là 66 cm. Đọt của nó là 1,5 ly, cái đọt dài đang 1,5 ly, cân nặng là 180 g. Cái này cây số 15. Cái này bán 100. 15, 100 nha mọi người. Tiếp theo số 16 là một cái cần Olympic. Đây. Cần này ngày xưa gắn máy mà giờ người ta tháo hết ra rồi, người ta giờ làm cần tay luôn nha mọi người. Đấy, đọt này, đọt này người ta cũng thay rồi, đọt thủy tinh này. Đấy, nó là năng 1, 2. Đấy. Đọt của nó sơn tùm lum. 2, 3, 4, 5, 6 lóng nha mọi người. 6 lóng. Cần này dài 3,8 m, thu vào là 74 cm, đọt là 1,5 ly, cân nặng là 240 g. Cái này cây số 16.
16. Đây là mình bán 140. Này. Tiếp theo cây Daiwa. Daiwa. Cây Daiwa. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85% này, đọc này. 1 2 3 4 4 này, cái nắp đít nó bị bể nha, nắp đít nó bị bể rồi mọi người, về dán miếng su vào. Đấy. Dài 3m6, su vào 1m12. Đọt là 1,2 ly, cân nặng là 120 gram. Cái này cây số 17. 60. 17 60. Tiếp theo. Số 18. Số 18. Cây cần đây qua. Còn đây qua. Còn đây qua nha mọi người, đây qua. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Đấy. Đấy, đọt của nó này. Cần này là cần cần máy nha mọi người, nhưng mà giờ cái fan nó hư rồi, bọn nó hình như để làm cần tay luôn á. Đấy. Fan nó hư rồi. Dàn fan nó hư rồi, nó để làm cần tay luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 đấy, cái này. Đấy, khoan của nó, cái bát của nó dài 5m8, thu vào là 1m09, đọt là 1,8 ly, cân nặng 540 gram. Cây này cây số 18. 18 210, cây 18 này mình bán 170.000. 170.000 nha mọi người. Tiếp theo. Số 19. Số 19 là một cái cây cây vợt, cây đỡ gì cũng được. Cây này mình người gắn cái đầu đỡ cần vào cũng được, mà gắn đầu vợt vào cũng được. Cây này đa năng. Đấy. Gắn cái đầu xỉa đồ đồ gì vào cũng được. Đó, nó có hai đoạn thế này. Đấy. Đây, chất liệu là kim loại. Kim loại mà không biết có phải là nhôm không nữa. À. Đây. Khá là đầm tay. Đây. Olympic nha mọi người, Olympic. Đây. Cái cần này dài, cái cây này dài 1m7. Thu vào á là 98 cm. Đọt cái cân nặng của nó là 240 g. Đấy. Cái này cây số cây số 19 150.000. Đây, cây này chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 85%. Đây, cây này là mọi người làm cây vợt, và cái đỡ gì đó tùy mọi người đấy. Nó có hai đầu cốt, cốt to và chuyển thành cốt nhỏ tùy mọi người nhé. Đấy. Đó, cái này thì khá là ngon. Đấy. Đoạn chỗ này sao ta?
không biết. Đoạn chỗ này hình như cái đoạn trên này dài quá, người ta cắt, người ta cắt bớt rồi, người ta dùng cái đoạn dưới này thế nhỉ, một cái đọt hình như một cái đoạn người ta cắt bớt, người ta đưa cái đầu xuống dưới này rồi đấy. 2 3 4 5 năm lóng, nhưng mà có một lóng thì nó cắt bớt đó, nhưng mà nó cắt bớt, nó đưa cái đầu này xuống cho bớt rồi đấy. Có gì thì mình nói đấy cho mọi người hiểu. Dài 4,4 m, thu vào là 1,04 m này, cân nặng là 800 g. Cây này cây số 20, cái này bán 230 nghìn. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng đó là 0786 555 99, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người mua hàng thì mình sẽ ship code đơn hàng từ 200 ngàn trở lên, mình sẽ ship cho mọi người. Và một vấn đề quan trọng đó là trước khi mọi người nhận hàng, mọi người phải mở hàng ra kiểm tra cẩn thận xem nó có bị nhầm lẫn hay là thiếu sót gì so với trên video hay không, và bị bể gãy vỡ nứt đồ gì do vận chuyển hay không, để báo mình giải quyết ngay lúc đó nha người. Còn mình sẽ không giải quyết những vấn đề mà mọi người đã nhận hàng rồi với bắt đầu báo mình đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều.